phi trường quốc tế Tây Sydney WSI, còn có tên là Nancy Bird Walton, được dự định sẽ khai trương vào cuối năm 2026 và sẽ mang lại các cơ hội mới thật phấn khởi cho vùng này. Các đường bay sơ bộ cho phi trường mới đã được thiết lập và chính phủ Úc sẽ tìm nhận góp ý từ cộng đồng về các đường bay này. Trong buổi triển lãm công khai bản dự thảo tuyên bố tác động môi trường khi thiết lập các đường bay, nhóm thiết kế được hướng dẫn bởi một loạt rất nhiều yếu tố. Một yếu tố quan trọng là các phi trường khác của Sydney và không phận chung quanh, không phận Greater Sydney, bao gồm các khu vực giữa Sutherland và Bargo ở phía nam, Central Coast ở phía bắc và Mount Victoria ở phía tây. Không phận phía trên vùng Greater Sydney là không phận bận rộn nhất ở Úc. Nhiều phi trường hoạt động trong vùng này và có các đường bay và thủ tục khác nhau. Các phi trường này gồm có Sydney Kingsford Smith, Camden và Bankstown, các dịch vụ khẩn cấp và không phận giới hạn quanh các địa điểm quân sự như căn cứ RAAF Richmond, căn cứ quân đội Holsworthy và cơ sở quốc phòng Orchard Hills. Xác định những nơi nào mà máy bay có thể và không thể lui tới. Ngoài ra, đường bay cần phải xem xét các khu vực nhạy cảm về môi trường như khu di sản thế giới Greater Blue Mountains ở phía tây. Mặc dù không phận Sydney phức tạp, bản tuyên bố tác động môi trường 2016 cho phi trường WSI cho thấy rằng đã có đủ khả năng kết hợp một cách an toàn các đường bay mới cho WSI vào không phận bận rộn này. Cuối năm nay, quý vị sẽ có thể góp ý về các đường bay sơ bộ trong tiến trình mà dự thảo tuyên bố tác động môi trường. Nhận xét của quý vị sẽ giúp hoàn thiện các đường bay cho các thiết kế chi tiết. Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng wsiflightpaths.gov.au.